อาจารย์ประเมินอย่างไรเกี่ยวกับทีมยูนานของประเทศจีนนะครับและบางคนก็บอกว่าทีมไทยอาจจะเอาชนะได้ง่ายๆอาจารย์คิดอย่างนั้นหรือเปล่าครับครับก็ขอบคุณครับจริงๆแล้วเรามาที่นี่เนี่ยเป้าหมายที่สำคัญที่สุดของเราก็คือการได้เรียนรู้กับการแข่งขันกับทุกๆทีมเพราะว่าทุกทีมมีสไตล์การเล่นที่แตกต่างกันนะทีมยูนานก็เป็นทีมที่มีคุณภาพดีระดับหนึ่งนะครับแต่เวียดนามที่ต้องนี่ก็ไม่บังเอิญองค์เกียร์เตียปงคือ một trong những huấn luyện viên tên tuổi nhất của khu vực Đông Nam Á vì vậy mà ông có là một có nhiều kinh nghiệm trước đây thì ông Cây Tiên Bông chỉ đã biết là ông là một vận động viên rất nổi tiếng của bóng truyền nam Thái Lan và ông cũng rất thành công trong cái công việc là ở vai trò huấn luyện viên đội tuyển quốc gia đội tuyển trẻ vì vậy mà tôi nghĩ rằng là cái kinh nghiệm của ông Cây Tiên Bông là một cái điều rất quan trọng. Tuy nhiên tôi không vì thế mà chúng ta đánh giá thấp cái trình độ của huấn luyện viên Việt Nam. Thực ra chúng ta cũng có nhiều huấn luyện viên rất xuất sắc như ông Nguyễn Mạnh Hùng chẳng hạn. Hiện giờ huấn luyện viên Nguyễn Hùng là một trong những huấn luyện viên mà dày dặn kinh nghiệm nhất của bóng chuyền Việt Nam với rất nhiều những cái thành tích đạt được. Tất nhiên là để cho bóng chuyền Việt Nam phát triển một cái tầm cao mới thì chúng ta phải bắt đầu từ đội trẻ và có thể bằng việc mời các chuyên gia. Vâng, chào mừng các bạn, lúc này là thành phần xuất phát của câu lạc bộ Vân Nam Trung Quốc với những cái tên như là số 1 Puro, số 3 Liu Mengya, số 4 Lei Yanxi, số 5 Cherui, số 6 Hikulan, số 7 Libero Jiangxian và số 15 Liu Hangcheng. Bên phía các cầu thủ trẻ Thái Lan xuất phát với đội hình gồm có số 1 Wanida, số 8 Sinenat, số 14 Pudasak Jaraspol, số 15 Kanika, số 16 Pomphui và số 17 là Thiukalea. Libero của đội trẻ Thái Lan mang áo số 13 Chinkapon. Huấn luyện viên trưởng đội trẻ Thái Lan là ông Kia Tipong, còn huấn luyện viên trưởng của đội Vân Nam Trung Quốc là bà Hikui. Trên bảng xếp hạng vào lúc này, trước khi diễn ra trận đấu giữa đội trẻ Thái Lan và đội Vân Nam Trung Quốc, thì đội Triều Tiên, đội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đang xếp ở vị trí số 1 với 3 trận toàn thắng. Và các cầu thủ trẻ Thái Lan xếp ở vị trí thứ 2 cũng có 3 trận toàn thắng. Hiệu số của các cầu thủ Triều Tiên cũng cao hơn nên họ tạm dẫn đầu. Vị trí thứ 3 thuộc về đội tuyển Việt Nam. Vị trí thứ 4 thuộc về đội Kazakhstan khi họ đã có chiến thắng 3-2. Trước các cầu thủ Australia. Các cầu thủ Australia mặc dù để thua trước Kazakhstan với tỷ số 3-2 nhưng cuối cùng thì họ cũng đã có được một điểm đầu tiên tại VTV Cup 2014. Bởi theo như luật bóng chuyền hiện nay thì đội giành chiến thắng với tỷ số trong một trận đấu kết thúc với tỷ số 3-2 thì đội thắng sẽ chỉ được 2 điểm và đội thua được 1 điểm. Những trận đấu kết thúc với tỷ số 3-1 hoặc 3-0 thì đội giành chiến thắng mới được trọn vẹn 3 điểm. Đây là trận đấu mà các cầu thủ trẻ Thái Lan đang rất quyết tâm để có được chiến thắng thứ tư liên tiếp. Bởi vào ngày mai thì các cầu thủ trẻ Thái Lan sẽ gặp đội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên trong việc cạnh tranh vị trí số 1. Tấn công biên rất mạnh của các cầu thủ Vân Nam. Người đá bóng là Xuân Phan Kiêu. Và phát bóng của số 6 Hy Quy Lan. 2-3.
Và chắn bóng thành công của đội Việt Nam với tình huống chắn bóng của Lê Yang Si. Trong hai trận đấu đầu tiên tại VTV Cup 2014 thì Vân Nam Trung Quốc đã chơi không tốt. Họ thua Kazakhstan 1-3 và thua đội tuyển Việt Nam 0-3. Nhưng ngày hôm qua, mặc dù để thua các cầu thủ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên số 1-3, nhưng mà thấy là các cầu thủ Vân Nam đã chơi tiến bộ hơn rất nhiều. Họ đã chơi ngang ngửa với đội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và đã có cơ hội để có thể giành chiến thắng trong set đấu thứ tư. Tuy nhiên, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên vẫn sở hữu những vận động viên cá nhân nổi bật hơn, chẳng hạn như Tung Min Sim. Chính vậy mà các cầu thủ Triều Tiên đã kết thúc được trận đấu với chiến thắng 3-1. Và tấn công biên tốt của đội trẻ Thái Lan, và người kết thúc là số 1 Wanida. Quả phát bóng của số 14 Zaraspol. Bóng trong sân. Trong nhiều tình huống khó thì có thể thấy là các cầu thủ trẻ Thái Lan vẫn có được những pha xử lý rất kỹ thuật và rất tự tin. Tỷ số đã được cân bằng 5-5. Những phút đầu tiên của set đấu này đã chứng kiến một cuộc so tài giữa cầu thủ trẻ của hai đội. Mỗi đội đều có những điểm mạnh của riêng mình, và cho đến lúc này thì chưa đội bóng nào chiếm một ưu thế hoàn toàn nhỉnh hơn. Sau những trận đấu đã qua thì các cô gái trẻ Vân Nam cũng đã quen thuộc hơn với không khí thi đấu tại VTV Cup, và họ cũng đã có nhiều hơn những pha bóng rất hay. Đặc biệt là ở tốc độ triển khai những pha phối hợp. Khi mà đội Australia đã có được những điểm số đầu tiên ở vòng đấu bảng thì có lẽ đội Vân Nam Trung Quốc cũng xứng đáng với điều đó. Bởi xét về thực lực thì đội bóng này có những con người và lối chơi thuyết phục hơn so với đội tuyển Australia. Trong đội hình đăng ký của đội Vân Nam Trung Quốc sang Việt Nam tham dự giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup có sự xuất hiện của Trang Sien, và ngay ở trong trận đấu với đội nữ trẻ Thái Lan thì huấn luyện viên Khơ Chi cũng đã mạnh dạn điền tên cầu thủ này vào danh sách thi đấu. Nhưng tựu chung lại thì chúng ta vẫn chưa được chứng kiến những pha bóng quen thuộc của libero xuất sắc một thời của bóng chuyền nữ Trung Quốc. Một phần có thể là bởi Trang Sien cũng đã qua thời kỳ đỉnh cao phong độ, và một phần khác là bởi ban huấn luyện của đội Vân Nam muốn trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ thi đấu. Những khán giả có mặt tại nhà thi đấu
Đa năng tỉnh Bắc Ninh đang mong muốn được chứng kiến thêm một trận đấu hấp dẫn nữa. Điều mà họ đã từng được thấy trong cuộc so tài giữa đội Australia và đội Kazakhstan. Trước khi bước vào trận đấu này thì huấn luyện viên Kia Tipong cũng đánh giá rất cao những cầu thủ trẻ mà đội Vân Nam đang có, đặc biệt với thể hình, tầm đánh cao và lực đập rất tốt. Điều đó cũng là một nhận định có cơ sở. Nhưng huấn luyện viên Kia Tipong cũng đang rất kiên trì với việc trẻ hóa lực lượng và ông vẫn đang thực hiện xoay tua nhân sự. Chúng ta có thể thấy rất rõ khi đội hình xuất phát trong tất cả các trận đấu của đội Thái Lan đều có sự thay đổi. Không đội hình nào có một sự duy trì ổn định trong các trận đấu của đội nữ trẻ Thái Lan. Trong đó thì đáng kể nhất chính là trận ra quân gặp đội Việt Nam thì đội nữ trẻ Thái Lan đã được huấn luyện viên Kia Tipong tung ra sân đội hình mạnh nhất. Pha xử lý không thành công vừa rồi là của Wanida. 16. Sutarat được đưa vào sân để thay cho Wanida. Các cầu thủ dự bị của đội trẻ Thái Lan hiện tại còn có số 14 Jasapong, Acharapong, Soraya Phomla và cả Thát Đào, một phụ công trẻ đang nhận được rất nhiều sự kỳ vọng của giới chuyên môn Thái Lan. Nếu cứ thi đấu tự tin như thế này thì set đấu thứ nhất các cầu thủ Vân Nam hoàn toàn có thể hướng tới một set thắng. Đội bóng này đã thi đấu hay hơn rất nhiều sau trận đấu với đội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Một trận đấu mà cho dù thua với tỷ số 1-3 nhưng họ đã gây ra rất nhiều khó khăn cho các cô gái Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Và kể từ đó thì chúng ta thấy được sức bật của những cô gái trẻ này. Hàng sau rất hay. Đó là pha xử lý của Jutarat. Tuyệt vời. Ta cái điểm của Lei Yanxi. Có cảm giác như đội hình trẻ của Vân Nam Trung Quốc càng thi đấu càng tự tin hơn. Đến lúc này thì chúng ta thấy huấn luyện viên Kia Tipong đã phải xin tạm dừng hội ý chiến thuật. Đội bóng của huấn luyện viên Hứa Chi đã nhập cuộc tốt hơn. Với rất nhiều kinh nghiệm dẫn dắt các lứa bóng chuyền trẻ cũng như đội tuyển quốc gia Thái Lan thì chắc chắn huấn luyện viên Kia Tipong cũng sẽ có đối sách để giúp cho đội bóng của mình vượt qua thời điểm khó khăn này. Đội Vân Nam cùng với đội tuyển Việt Nam là hai đội có tuổi đời trung bình trẻ nhất tham dự VTV Cup 2014. Nhưng đội bóng này cũng có một điểm chung với đội tuyển Việt Nam, đó là đã tiến bộ sau từng trận. Rất có thể trong những phút sắp tới thì Thát Đào sẽ được đưa vào sân. Chúng ta vừa được thấy một pha ghi điểm xuất phát từ hàng sau của Kanika. 7-12. Hàng chắn của đội trẻ Thái Lan trong những phút đã qua dường như đã không thực sự quyết liệt trong việc theo bám chắn. Anh Tuấn, anh nghĩ sao về hàng chắn của đội Thái Lan trong những phút đã qua? Vâng, có thể thấy là cao thủ trẻ Thái Lan đang thực sự gặp vấn đề ở khâu bám chắn khi mà
các cầu thủ Vân Nam Trung Quốc cũng đã chơi tốc độ hơn. Tôi thấy là sau những ngày đặt chân đến VTV Cup cách đây khoảng 3-4 ngày thì tôi thấy là các cầu thủ Vân Nam Trung Quốc đã chơi tiến bộ lên từng ngày. Lối chơi của họ trở nên kết dính và biến hóa hơn, tốc độ hơn. Vì vậy mà hàng chắn của các cầu thủ trẻ Thái Lan đang thực sự gặp khó khăn. Đây là một trận đấu mà trước khi diễn ra thì nhiều người đều nghĩ sẽ Thái Lan là một đội bóng có lợi thế hơn, nhiều phong độ ổn định hơn khi đã có 3 trận bàn thắng. Nhưng tôi thấy là hoàn toàn có thể có bất ngờ ở trận đấu này sau khi kết thúc bởi các cầu thủ Vân Nam Trung Quốc đã chơi tiến bộ hơn so với những trận đấu trước đó. Đặc biệt là với những gì mà các cầu thủ Vân Nam Trung Quốc thể hiện trong trận đấu ngày hôm qua với các cầu thủ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Họ đã chơi rất hay, trận đấu mà thực sự là các cầu thủ Vân Nam cũng thua một cách tiếc nuối. Tỷ số bây giờ là 15-8. Trung Quốc phòng thủ rất kiên cường. Mặc dù vậy thì cuối cùng họ vẫn không thể thành công trong pha cứu bóng của mình. Chúng ta cùng xem lại tình huống tấn công không thành công của các cầu thủ Vân Nam. Các cầu thủ trẻ Thái Lan cũng phòng thủ rất hay. Có thể thấy là sự linh hoạt trong khả năng phòng thủ tầm thấp của cả hai đội đang khiến cho các mũi tấn công của trẻ Thái Lan cũng như là Vân Nam không dễ dàng có thể ghi được điểm. Số 16, đội trưởng Papun, đội trưởng 2 của trẻ Thái Lan phát bóng. Lúc này thì đội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên cũng đã có mặt trong nhà thi đấu tỉnh Bắc Ninh để chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Việt Nam. Một tí nữa thì họ cũng đã đến sớm để có thể theo dõi đội trẻ Thái Lan. Bởi trẻ Thái Lan sẽ là đối thủ của đội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên trong trận đấu cuối cùng của vòng loại diễn ra vào ngày mai. Rồi tổ chức tấn công cho Vân Nam Trung Quốc chơi được. Phòng thủ rất hay. Cuối cùng thì
đội có điểm là câu lạc bộ Vân Nam với tình huống đánh bóng lỏng tay kỹ thuật của Puro. Pha bóng khá bất ngờ và Zutarat đã hơi bị lưỡng lự trong tình huống di chuyển lên để phòng thủ. Zutarat là gương mặt lúc này nhiều tuổi nhất bên phía đội trẻ Thái Lan. Đây là vận động viên đã từng nhiều năm sang chơi ở giải bóng chuyền vô địch quốc gia tại Việt Nam trong màu áo của nhiều câu lạc bộ. Trước đây khi mà bóng chuyền Việt Nam còn cho phép các cầu thủ ngoại binh được thi đấu cho các câu lạc bộ trong nước thì rất nhiều tên tuổi của bóng chuyền Nam và nước Thái Lan đã sang thi đấu, đáng kể nhất trong đội hình của đội Đức Long Gia Lai có chủ công Ngoan Trai, một trong những chủ công hay nhất của bóng chuyền Nam khu vực Đông Nam Á. Kể đến cái tên nổi tiếng của đội tuyển bóng chuyền Nam Thái Lan, đội trưởng tuyển bóng chuyền Nam Thái Lan là Supachai. Supachai sau này đã nhập quốc tịch Việt Nam với hai quốc tịch Việt Nam và Thái Lan. Anh mang cái tên là Đinh Hoàng Trai thi đấu cho đội bóng chuyền Nam Tràng An Ninh Bình. Ở đội tuyển nữ Thái Lan cũng có rất nhiều những tên tuổi sang thi đấu tại Việt Nam. Trong đó có Pachari, đội trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan. Rồi sau này có cả Thinka Palojit, một cầu thủ rất nổi tiếng của bóng chuyền nữ Thái Lan và khu vực Đông Nam Á. Vân Nam Trung Quốc đang dẫn trước với cách biệt 5 điểm. Đến lúc này thì Vân Nam Trung Quốc là đội chưa thắng được trận nào tại giải đấu năm nay. Sau trận mở màn thua các cầu thủ Kazakhstan 1-3, Vân Nam Trung Quốc thua tiếp đội tuyển Việt Nam 0-3. Và trong ngày hôm qua thì đội Vân Nam Trung Quốc đã để thua trước đội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Cơ hội vào vòng đấu tiếp theo với tư cách là một trong bốn đội dẫn đầu vòng đấu bán kết chưa phải đã hết với các cầu thủ Vân Nam. Đến như ngày hôm nay, đội Vân Nam Trung Quốc giành chiến thắng trước đội trẻ Thái Lan và trong trận đấu cuối cùng họ thắng tiếp đội Australia. Vậy đây có thể nói là trận đấu bước ngoặt vô cùng quan trọng của các cầu thủ Vân Nam nếu như họ muốn giành quyền đi tiếp. Với 3 trận thắng thì các cầu thủ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và trẻ Thái Lan đã nắm chắc 2 tấm vé vào vòng bán kết. Vấn đề là họ sẽ cạnh tranh như thế nào để có thể chiếm vị trí số 1 sau khi kết thúc vòng loại. Bởi vị trí số 1 ở vòng loại sẽ là đội có lợi thế nhất khi chỉ gặp đội đứng thứ 4 ở vòng bán kết. Phát bóng ra ngoài. Hai mươi một 15 cho câu lạc bộ Vân Nam. Lúc này thì Vân Nam đang là đội gặp bất lợi trong cuộc đua vào bán kết so với hai đội tuyển Việt Nam và đội Kazakhstan. Cả Việt Nam và Kazakhstan đều cùng có được 2 trận thắng.
pha tạt bóng như trái phá, tình huống tấn công rất uy lực của số 3 Liu Mengjia. Hai mươi ba mười sáu. Kết thúc mùa giải này thì câu lạc bộ Vân Nam đã giành chức vô địch ở giải hạng A hay còn gọi là giải hạng nhất để giành quyền thăng hạng. Không được. Pha đánh hỏng của số 16 cây truyền hai Papun, đội trưởng đội trẻ Thái Lan. Một pha bóng không hề dễ để có thể Papun thực hiện pha đánh bóng qua lưới. Hai mươi bốn mười sáu, cơ hội để cho Vân Nam giành chiến thắng trong set đấu đầu tiên. Phát bóng hỏng nhưng vẫn còn rất nhiều cơ hội cho đội Vân Nam trong set đấu thứ nhất. Và 25-17, kết thúc trận đấu thứ nhất, câu lạc bộ Vân Nam Trung Quốc giành chiến thắng 25-17 trước đội trẻ Thái Lan. Bất ngờ đã xảy ra trong trận đấu đầu tiên, nhưng đó là bất ngờ hoàn toàn hợp lý bởi Vân Nam Trung Quốc mới là đội nhập cuộc tốt hơn so với đội trẻ Thái Lan. Các cầu thủ Vân Nam Trung Quốc tỏ ra kinh nghiệm hơn một chút và họ đã tổ chức phòng thủ trên lưới cũng rất hay và tấn công cũng rất uy lực. Xin mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi diễn biến của set đấu thứ hai, trận đấu trong khuôn khổ vòng loại của VTV Cup năm 2014. Đây là ngày thi đấu thứ tư. Trận đấu diễn ra giữa hai đội Vân Nam Trung Quốc trong trang phục trắng gặp câu lạc bộ các đội tuyển trẻ Thái Lan. Set đấu đầu tiên, phần thắng đã thuộc về Vân Nam.
Trọng tài thứ nhất, ông Lê Chí Trường, trọng tài Việt Nam đã bắt lỗi của đội tuyển trẻ Thái Lan trong pha di chuyển chuyền bóng ngược sau đầu vừa rồi của cây chuyền 2, Popun. Những quả phát bóng ngày hôm nay của các cầu thủ Việt Nam cũng cho thấy được sự lợi hại, rất uy lực. Thêm một điểm nữa cho đội Việt Nam, 2-0. Mặc dù lúc đầu trong danh sách đăng ký đội hình xuất phát thì libero của đội Vân Nam là Trang Xiang, một trong những tên tuổi lớn của bóng chuyền nữ Trung Quốc, nhưng bây giờ thì trên sân là Suzyha. VTV Cup đã trong các kỳ VTV Cup trước đây đã chứng kiến nhiều những tên tuổi lớn của bóng chuyền châu Á và thế giới sang thi đấu. Ở VTV Cup 2004 có chủ cầm Pavlova Elena, khi đó là một trong những vận động viên tấn công rất hay ở khu vực châu Á, đã từng sang thi đấu cho một đội bóng chuyền của Tây Ban Nha. Chính sự tỏa sáng của Pavlova Elena tại VTV Cup 2004 đã giúp cho Rahat giành được ngôi vị Á quân. Đến năm 2006 khi VTV Cup diễn ra ở Vĩnh Phúc thì câu lạc bộ Tứ Xuyên Trung Quốc cũng mang sang một thành viên của đội tuyển bóng chuyền nữ Trung Quốc đã từng giành huy chương vàng Olympic Athens 2004, đó là Chen Jin. Và Chen Jin đã giúp cho đội tuyển bóng chuyền nữ Tứ Xuyên giành được chiếc vô địch ở VTV Cup 2006. Một năm trước đó thì VTV Cup 2005 đã chứng kiến một vận động viên cũng xuất sắc của bóng chuyền nữ Nhật Bản, đó là Kaori, Inoue Kaori, phụ công của câu lạc bộ Denso Arabis, đội bóng giành chức vô địch VTV Cup 2005. Và sau này thì Inoue đã là thành viên của đội tuyển bóng chuyền nữ Nhật Bản, và gần đây nhất là tại Olympic London 2012, Inoue Kaori đã cùng với Nhật Bản giành được tấm huy chương đồng lịch sử với bóng chuyền nữ Nhật Bản tại một kỳ Thế vận hội. Ở VTV Cup 2012, đội tuyển một câu lạc bộ của Thái Lan sang thi đấu và cũng đã mang sang tuyển thủ quốc gia là Kanthong Malika. Tuy nhiên rất tiếc là trước khi VTV Cup bắt đầu thì Kanthong Malika đã bị chấn thương. Và mặc dù có mặt tại VTV Cup 2011 nhưng Kanthong Malika lại không thể ra sân thi đấu được nhiều. Năm nay thì trong đội hình của câu lạc bộ Vân Nam Trung Quốc cũng đã có một tên tuổi lớn của bóng chuyền Trung Quốc là Zhang Xiang, libero của đội tuyển bóng chuyền nữ Trung Quốc trước đây, đã từng thi đấu ở các giải thế giới, trong đó đã cùng với đội tuyển Trung Quốc giành được vị trí Á quân ở giải bóng chuyền nữ World Grand Prix năm 2013. Các cầu thủ trẻ Thái Lan đang dẫn trước 6-3. Đưa một điểm về cho Vân Nam.
Zutarat đã không kịp di chuyển lên để hỗ trợ đồng đội trong pha phòng thủ vừa rồi. Đối với câu lạc bộ Vân Nam trong trận đấu này, họ không những phải giành chiến thắng mà còn phải thắng càng đậm càng tốt trước đội trẻ Thái Lan. Vân Nam đang là đội gặp bất lợi nhất so với hai đội Việt Nam và Kazakhstan trong cuộc đua giành vé vào bán kết. Trong hiệp 2 này có thể thấy là các cầu thủ trẻ Thái Lan đã tấn công mạch lạc hơn. Cây chuyền hai Papun đã cho thấy được sự linh hoạt của mình trong những pha nhảy chuyền. Tôi thấy là đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cũng đã có mặt tại nhà thi đấu tỉnh Bắc Ninh. Ngày hôm nay thì đội tuyển Việt Nam sẽ có một trận đấu rất khó khăn trước đội bóng đang dẫn đầu là đội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Thêm một điểm nữa cho Vân Nam. Rất nỗ lực nhưng đội trưởng của Vân Nam vẫn không thể thành công với pha phòng thủ ở phía cuối sân. Vẫn còn. Và kết thúc là Zutarat nhưng chưa được. Cuối cùng thì đội Vân Nam đã đánh ra ngoài. Đã có cơ hội phản công nhưng tiếc là đội Vân Nam lại tập bóng thiếu chính xác. Số 15 Lưu Hoàng Trang vừa vào sân. Rất uy lực và kết thúc của Zutarat. Không hiểu ý, tất cả đều đứng nhìn nhau. Một tình huống để mất điểm khá đáng tiếc của đội Vân Nam.
Chúng ta cùng xem lại pha phát bóng của Zutarap. Một pha phát bóng khó. Đội trưởng của đội Vân Nam Trung Quốc điều chỉnh bước 1 không tốt, nhưng các cầu thủ Vân Nam hoàn toàn có thể xử lý pha bóng đó một cách tốt hơn. Nhưng cuối cùng thì họ lại để mất điểm sau khi mà các cầu thủ ở hàng sau lưỡng lự trong việc di chuyển và cứu bóng. Tiếp tục là quả phát bóng của Zutarap. Phát bóng vừa rồi, các cầu thủ Vân Nam đã không chuyển khai tấn công ra ngoài biên nữa. Chuyển bóng vào vị trí giữa lưới và số 4. Lê Yên Si đã kết thúc thành công. Chắn bóng rất hay. Chiều cao trung bình của các cầu thủ Vân Nam Trung Quốc nhỉnh hơn. Những vận động viên có chiều cao tốt như là số 15 Lưu Hoàng Trang 1m88, hay là Giang Xia 1m84, Chia Đuôi 1m86, thì nó sẽ giúp cho hàng chắn của các cầu thủ Vân Nam trở nên lợi hại ở những pha phòng thủ trên lưới. Trong danh sách đăng ký thi đấu ở trận đấu hôm nay thì bên phía đội trẻ Thái Lan, vận động viên có chiều cao tốt nhất là Thát Đao với chiều cao 1m83. Bên phía câu lạc bộ Vân Nam, người cao nhất là Lưu Hoàng Trang số 15 với chiều cao 1m88. Đập bóng rất mạnh. Đó là pha tấn công của Zutarap. Chỉ có một mình đội trưởng Lưu Minh Nha bám chắn với Zutarap. Vì vậy mà đội Vân Nam đã không có cơ hội để phòng thủ. Rất hay. Khả năng tấn công của các cầu thủ Vân Nam đã trở nên linh hoạt hơn rất nhiều. Như vậy là pha bóng vừa rồi thì có thấy là trọng tài đã bắt lỗi Popun trong tình huống mà bóng đang ở phần sân của các cầu thủ Trung Quốc, đang có lợi thế cho các cầu thủ Trung Quốc, nhưng Popun đã đưa tay sang phần sân của đội Vân Nam và trọng tài đã bắt lỗi. Popun đã chuyền bóng rất biến hóa trong pha bóng vừa rồi.
15-11. Thomas Soria phát bóng. Chúng ta xác định bóng trong sân. Mười sáu mười một. Set đấu thứ hai mọi chuyện đã trở nên tốt hơn so cho các cầu thủ trẻ Thái Lan so với set đấu thứ nhất. Có thể là trong set đấu thứ hai thì huấn luyện viên trưởng của đội trẻ Thái Lan Ketebong đã yêu cầu các cầu thủ cần phải di chuyển nhiều hơn, chạy mũi chiến thuật nhiều hơn để có thể gây rối loạn cho hàng chắn của các cầu thủ Vân Nam. Và lúc này thì điều này đã được áp dụng một cách tương đối hiệu quả, giúp cho các cầu thủ trẻ Thái Lan đang có được lợi thế dẫn trước. Khác sự điều chỉnh di chuyển hai của huấn luyện viên Ketebong cũng đang cho thấy được tính hiệu quả trong set đấu này, và đó là một trong những bước ngoặt để có thể giúp cho trẻ Thái Lan đang có được ưu thế dẫn điểm trước 17-11. Mười tám mười một. Ý đồ xử lý ngay từ bước 2 của câu lạc bộ Vân Nam đã bị hàng chắn của Thái Lan bắt bài. Việc bị dẫn điểm trước đang khiến cho các cầu thủ Vân Nam bị lúng túng trong khoảng đấu bước 1. Vì vậy mà hầu hết những pha tổ chức tấn công của họ trong những phút vừa qua đều thiếu đi sự ổn định. Và điều đó cũng giúp cho các cầu thủ trẻ Thái Lan có được nhiều cơ hội tổ chức phản công. Bóng chạm được chắn ra ngoài. Quan sát tới phía sau các cầu thủ trẻ Thái Lan, đúng vị trí chưa thực sự tốt. Số 5 của đội Vân Nam là Chui đã thực hiện một pha phát bóng gây khó khăn cho vận động viên libero của đội trẻ Thái Lan đỡ bước 1. Rất hay. Những pha đá bóng rất có lực của các cầu thủ trẻ Thái Lan. Chúng ta cùng xem lại tình huống kết thúc.
các cầu thủ trẻ Thái Lan đã để lọt chắn ở pha bóng vừa rồi. Không được. Ở những pha tấn công ở vị trí số 2 vừa rồi, các cầu thủ Vân Nam Trung Quốc đã triển khai tấn công không tốt. Đã thêm một tình huống đỡ hỏng bóng một nữa của các cầu thủ Vân Nam. VTV Cup 2004 hôm nay là ngày thi đấu thứ tư và đã có 2 trận đấu kết thúc với tỷ số 1-3. Đó là trận đấu đầu tiên mà các cầu thủ Kazakhstan giành chiến thắng trước Vân Nam Trung Quốc 3-1. Trận đấu kế tiếp là các cầu thủ Công hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên giành chiến thắng trước đội Vân Nam Trung Quốc cũng với tỷ số 3-1. Và mới có một trận đấu kết thúc với tỷ số 3-2. Đó là trận đấu giữa các cầu thủ Kazakhstan và Australia trong trận đấu đầu tiên của ngày thi đấu hôm nay. Bóng ra ngoài và 25-17. Là set đấu thứ hai thì các cầu thủ trẻ Thái Lan đã lại giành phần thắng. Sau khi để thua ở set đấu nhất thì họ đã giành được phần thắng trong set đấu thứ hai và cân bằng một đều sau hai set đấu. Vậy là trận đấu này sẽ phải kéo dài ít nhất thêm 2 set đấu nữa. Tôi thấy là những trận đấu càng về cuối của VTV Cup 2004 thì càng diễn ra kịch tính và cân bằng hơn. Rất nhiều đội bóng có triển vọng, có sức mạnh nhưng họ chưa thể hiện được cách tối đa do vừa mới di chuyển tới địa điểm thi đấu. Thế nhưng tôi thấy là với các cầu thủ Vân Nam hay là với những đội bóng khác thì tôi thấy là họ càng thi đấu càng hay và càng trở nên gắn kết hơn.
chúng ta sẽ cùng đến với những diễn biến của xét đấu thứ 3. Xét đấu mà nhiều khả năng sẽ tạo ra bước ngoặt cho trận đấu này. Ở xét đấu thứ nhất thì Việt Nam Trung Quốc đã bất ngờ giành chiến thắng với tỷ số 25-17. Nhưng thế quân bình đã được lập lại ở xét đấu thứ hai khi trẻ Thái Lan đã giành lại với tỷ số tương tự để có được một xét thắng. Tỷ số là 1-1. Trong set đấu thứ hai thì trẻ Thái Lan đã tìm lại được nhịp của mình và đã có được một thế trận rất tốt. Đặc biệt là Sutarat, chủ công bên phía Thái Lan, đã có được một phong độ cao để qua đó cùng với các đồng đội của mình tạo ra được một chiến thắng. Bên cạnh đó thì những mũi phụ công như là Soraya, cầu thủ mang áo số 19, hay là Aji Chapon, cầu thủ mang áo số 18 mà vừa có một cú đập, cũng đã tạo ra được những mũi tấn công hết sức nguy hiểm. Phán đoán điểm rơi không tốt trong tình huống vừa rồi, đó là libero bên phía trẻ Thái Lan Tikampon. Đây là thời điểm để thể hiện được bản lĩnh của từng vận động viên cũng như là khả năng đưa ra những điều chỉnh chiến thuật từ phía hai huấn luyện viên Kiet Tipong và He Quy bên phía Vân Nam Trung Quốc. Sự căng thẳng của set đấu thứ 3 đang khiến cho những tình huống xử lý kỹ thuật của cả hai bên đều đã có những trật choạc. Lỗi bước 1 của cả Thái Lan và Vân Nam Trung Quốc. Rất tốt, tưởng như đó là một tình huống phối hợp tấn công lỗi. Thế nhưng số 18 là Achirapon vẫn đưa ra được một pha đánh điều chỉnh rất hay ở vị trí trên lưới vừa rồi. Trẻ Thái Lan đang có được ưu thế về điểm số ở những thời điểm vừa qua, những tình huống mà phòng ngự hàng sau cũng như là những tình huống đeo bám trên lưới của hàng chắn bên phía Vân Nam Trung Quốc là không thực sự tốt. Bóng trong sân. Đây là một trận đấu có chất lượng chuyên môn tương đối cao. Trẻ Thái Lan đã thể hiện được những phẩm chất của mình, trong khi đó thì Vân Nam Trung Quốc càng thi đấu càng cho thấy những tiến bộ khi mà họ đã bắt nhịp được vào với giải đấu.
rất nhanh. Tỷ số đã được cân bằng 6 đều. Tốc độ triển khai bóng ở bước 2 và những cú dứt điểm của Vân Nam Trung Quốc đã được điều chỉnh và tiến bộ rất tốt ở hai trận đấu gần đây. Ngày hôm qua thì Vân Nam Trung Quốc đã có được một trận đấu gây ra rất nhiều những khó khăn cho một trong những đội bóng mạnh và đang đứng đầu trên bảng xếp hạng, đó là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Không ai nghĩ là Vân Nam Trung Quốc lại đứng vững và thậm chí là có một set thắng. Đấy là những góc nhìn chuyên môn, những điểm số kỹ thuật để có thể đánh giá được sự tiến bộ của đội bóng này qua từng trận đấu đã qua tại kỳ VTV Cup năm nay. Ngày hôm nay thì khán đài của nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Bắc Ninh đã sôi động từ rất sớm. Không chỉ chờ đợi sự góp mặt của những cô gái đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia Việt Nam mà các trận đấu tại VTV Cup năm nay đang diễn ra một cách cân bằng và đồng đều hơn. Đặc biệt là ở những thời điểm cuối cùng, những thời điểm mà mỗi một trận thắng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cơ hội tham dự vào vòng bốn đội mạnh nhất tại kỳ VTV Cup lần thứ 11 được tổ chức tại Bắc Ninh. Màn trình diễn có thể nói là rất tốt của các học trò huấn luyện viên Nguyễn Mạnh Hùng trong ngày thi đấu hôm qua và một chiến thắng ngày hôm thi đấu trước đó nữa, đã thực sự thổi bùng lên ngọn lửa từ phía người hâm mộ bóng chuyền tại Bắc Ninh và cũng như là người hâm mộ bóng chuyền cả nước đang theo dõi VTV Cup trên các kênh sóng của Đài Truyền Việt Nam. Những nghi ngờ đã đi qua, những nghi ngờ về một đội tuyển quá trẻ lại tham dự một giải đấu quốc tế và uy tín như VTV Cup. Thế nhưng khi mà các cô gái trẻ của đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia Việt Nam càng thi đấu càng xuất sắc thì những nghi ngờ đó đã tan biến dần. Và bây giờ đó là một niềm tin vào những cái tên còn rất trẻ như Bùi Thị Ngà, như Thanh Thúy, như Linh Chi, như Diệu Thảo. Những bước đệm từ các giải đấu quốc tế như thế này chắc chắn sẽ tạo một bản lề và tiền đề rất tốt cho sự phát triển của những vận động viên của bóng chuyền trẻ Việt Nam. Tỷ số là 8 đều. Vân Nam Trung Quốc và trẻ Thái Lan vẫn đang giằng co ở những diễn biến đầu tiên của set đấu thứ 3 này. Rất tốt. Đó là tình huống phối hợp tấn công ở vị trí số 3. Nhưng miếng đánh ở vị trí số 3 luôn mang lại tính bất ngờ cao. Ngày hôm qua thì đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ Việt Nam cũng đã có được rất nhiều những miếng đánh đa dạng đến từ những cái tên như Hà Ngọc Diễm hay Bùi Thị Ngà. Đặc biệt là Bùi Thị Ngà thì đã có được một trận đấu tuyệt vời của mình khi liên tiếp có những điểm số ở rất nhiều những vị trí khác nhau, ở trong những miếng phối hợp tấn công khác nhau. Đó đến từ những cú đánh ở vị trí số 3, những cú đánh nhú hay những tình huống đánh lao ngắn. Dù vẫn còn có những sự nhuần nhuyễn chưa cao, thế nhưng việc tung ra được những cú đánh đa dạng về mặt chiến thuật như vậy rõ ràng đã cho người hâm mộ thấy được một niềm tin tươi sáng hơn và một niềm tin rất lớn vào một thế hệ vận động viên trẻ tài năng của bóng chuyền nữ Việt Nam.
Tỷ số trong trận đấu giữa trẻ Thái Lan và Vân Nam đang là 9-11. Cũng như đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia Việt Nam thì Vân Nam Trung Quốc cũng đang thi đấu với một biểu đồ đi lên về mặt phong độ. Với những gì đã qua thì giới chuyên môn cũng nhận định Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và trẻ Thái Lan là một trong những ứng cử viên cho chức vô địch tại giải đấu năm nay. Thế nhưng Vân Nam Trung Quốc sau trận đấu khởi đầu để thua nhanh với tỷ số 0-3 thì họ đã thi đấu rất tiến bộ trong những ngày thi đấu gần đây. Và bây giờ thì Vân Nam Trung Quốc cũng đang tạo ra rất nhiều những khó khăn cho trẻ Thái Lan. Chắn bóng tốt. Không phải, đó là một tình huống mà bóng bật chắn và rơi xuống phần sân của trẻ Thái Lan ở tình huống vừa rồi. Chúng ta sẽ được xem lại tình huống này. Rất hay, một tình huống vào đà và đánh bóng chéo sân, không phải quá ư lực nhưng đủ khó để cho phòng ngự hàng sau của Thái Lan đã phải đứng chôn chân ở tình huống vừa rồi. Một cú đánh chủ đích có điểm rơi. 14-11. Bóng ngoài. Thêm một điểm số nữa dành cho Vân Nam Trung Quốc, 15-11. Một xét đấu rất có thể sẽ tạo ra sự khác biệt trong trận đấu này. Cả hai đội đã hòa nhau trong hai xét đấu đầu tiên. Chính vì vậy mà nếu như có một chiến thắng trong xét đấu này thì chắc chắn đội thắng sẽ có thêm được sự tự tin và sự hưng phấn cần thiết để tiếp tục bước vào xét đấu thứ tư, xét đấu quyết định. Bóng đã chạm chắn trong tình huống vừa rồi và đi ra ngoài. Đổi điểm và quyền phát bóng về cho trẻ Thái Lan. 12-15. Đó là cú đánh ra ngoài. 13-15. Liên tiếp là những tình huống chắn bóng tốt của hai vận động viên mang áo số 4
là Thát Đào và số 16 Pôn Pun. Những miếng đánh của Vân Nam Trung Quốc đều cùng một vị trí, đó là những tình huống dứt điểm của số 8 Phan Ki-ông. Không khó để cho các cầu thủ tham gia bám chắn của trẻ Thái Lan bắt bài. Tỷ số đang dần được rút ngắn và đang có ưu thế dành cho trẻ Thái Lan trong những phút vừa qua. Bóng ngoài, rất đáng tiếc trong tình huống vừa rồi. Đưa ra một tình huống chuyền bóng ngược về phía sau để cho Kanika có cơ hội dứt điểm ở vị trí sau vạch 3m. Thế nhưng đó là một miếng đánh không mang lại hiệu quả. Ở những phút trước đó thì Jutarat mới là người thường xuyên thực hiện những cú đánh sau vạch 3m trong đội tuyển trẻ Thái Lan. Sau khi Jutarat đang ở ngoài sân thì sự uy lực và dũng mãnh trong những tình huống dứt điểm cuối cùng của trẻ Thái Lan đã không còn. Thế nhưng những phụ công còn lại của đội bóng này vẫn đang làm rất tốt bởi những tình huống xử lý bóng lỏng tay hoặc những miếng đánh có phần lắt léo ở những pha đánh trên lưới. Và điều đó đã khiến cho các cầu thủ bên phía Vân Nam Trung Quốc đã gặp nhiều khó khăn trong những phút vừa qua. Khoảng cách đã được rút ngắn xuống chỉ còn 2 điểm. Và thế trận vẫn đang ở sự giằng co. Rất thông minh. Không có được một tư đế vào đà tốt nhất. Thế nhưng Thát Đào đã có một pha gạt bóng rất nhanh. Thát Đào cũng là một trong những vận động viên rất đáng chú ý trong thành phần lực lượng của trẻ Thái Lan tham dự tại giải đấu năm nay. Năm nay mới bước sang tuổi 21. Thế nhưng Thát Đào có một chiều cao tương đối lý tưởng là 1m83. Trong khi đó độ bật nhảy là 3m06. Một trong những cầu thủ có sức bật cao nhất trong phía thành phần lực lượng của trẻ Thái Lan tham dự tại giải đấu này. Lỗi hai chạm của một cầu thủ bên phía Vân Nam Trung Quốc. Tỷ số là 16-17. Thế trận giằng co vẫn lại đang tiếp diễn. Tỷ số vừa được rút ngắn xuống còn 17 đều.
Bóng vẫn trong cuộc. Bóng chạm chắn trước khi đi ra ngoài sân. Việt Nam Trung Quốc đã cắt được chuỗi liên điểm vừa rồi của trẻ Thái Lan. Một tình huống xử lý thông minh trên lưới của số 3 Liu Mengjia. Đánh bóng tốt. 7 giờ thì trẻ Thái Lan đã lần đầu tiên vươn lên dẫn điểm trong những phút vừa qua. Trẻ Thái Lan trước khi trận đấu này diễn ra đang là đội bóng xếp ở vị trí thứ hai sau các cầu thủ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, và đương nhiên là đội bóng được đánh giá cao hơn trước khi bước vào trận đấu gặp các cầu thủ của Việt Nam Trung Quốc. Thế nhưng thì Việt Nam Trung Quốc cũng đã tạo ra được bất ngờ khi có được một xét thắng và đưa trận đấu về thế quân bình một đều. Còn ở trận đấu thứ ba này họ cũng đang đứng vững. Rất nhanh. Cái tay của Achirapon nhanh hơn hàng chắn của Vân Nam Trung Quốc một nhịp thôi. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Tốc độ ra tay của Achirapon là rất nhanh. Chắn bóng ra ngoài. 21-19. Kanika sẽ thực hiện quả phát bóng tiếp theo cho trẻ Thái Lan. Đánh bóng xuyên từ hàng chắn của đối phương. Vẫn là Achirapon. Khả năng xử lý ở thời điểm cuối cùng của Achirapon ở vị trí trên lưới là rất hay. Khi mà đối phương đã có được sự đeo bám của hai tay chắn thì Achirapon vẫn tìm ra được một khe rất nhỏ để có thể dứt điểm trong tình huống xử lý bóng của mình. Bóng ngoài. 20-23 cho trẻ Thái Lan.
khoảng cách đã được nới rộng lên 3 điểm và trẻ Thái Lan cũng chỉ cần ít nhất là 2 điểm nữa thôi. Huấn luyện viên Hệ Quy của Việt Nam Trung Quốc có lý do để mà phải ra sát đường biên dành cho huấn luyện viên để chỉ đạo các học trò của mình. Ở những thời khắc quan trọng như này thì lại mắc những cái lỗi rất đáng tiếc. Chắn bóng tốt. Achirapol đang là cái tên xuất sắc nhất trong thành phần trẻ Thái Lan trong nửa cuối của xét đấu này. Họ chỉ liên tiếp ghi điểm. Những pha ra tay rất nhanh của số 18 bên phía trẻ Thái Lan. Dù cho hàng chắn của Vân Nam Trung Quốc phần nào đã bắt bài được những miếng đánh cũng như là vị trí đánh. 25-21, chiến thắng cho trẻ Thái Lan là hoàn toàn xứng đáng khi họ là đội bóng xuất sắc hơn, đặc biệt là ở những thời điểm quyết định. Đáng tiếc cho Vân Nam Trung Quốc, trong phần lớn thời gian của trận đấu này, đội bóng áo trắng mới là đội bóng có được ưu thế dẫn điểm. Nhưng ở thời khắc quyết định thì sự sung mãn và sự xuất sắc hơn của những cầu thủ trên hàng công bên phía trẻ Thái Lan đã giúp cho các học trò của huấn luyện viên Kiatipong có được một xác thắng. Vừa rồi chúng ta đã được thấy những hình ảnh làm chậm lại những pha tấn công của cả hai đội bằng công nghệ Libero. Điều đó giúp cho khán giả truyền hình có thể nhận thấy rõ hơn những phương án tổ chức tấn công, những góc đánh mà vận động viên chủ công hoặc phụ công có thể ghi được điểm. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với diễn biến của set đấu thứ tư. Đây là trận đấu thứ 3 tại VTV Cup 2004 kéo dài đến 4 set đấu. Như vậy là trong cả 3 trận đấu của câu lạc bộ Vân Nam có mặt thì
đều kéo dài đến set thứ tư, trừ trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam. Trong trận đấu ở ngày thi đấu đầu tiên, các cầu thủ Kazakhstan đã để thua các cầu thủ Vân Nam Trung Quốc đã để thua Kazakhstan 1-3. Trong ngày hôm qua thì các cầu thủ Vân Nam đã để thua đội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên cũng với tỷ số 1-3. Và trong trận đấu ngày hôm nay thì trận đấu giữa hai đội Vân Nam và Thái Lan cũng đang kéo dài đến set thứ tư. Nhưng lúc này thì các cầu thủ trẻ Thái Lan đang là đội dẫn trước 2-1 sau 3 set đấu. Trong trận đấu hôm nay, mặc dù khởi đầu không được tốt trong set đấu thứ nhất, nhưng tôi thấy là những set đấu sau đó, set thứ hai và set thứ ba, các cầu thủ trẻ Thái Lan đã phát huy được tất cả những điểm mạnh của mình. Họ tấn công biến hóa với tốc độ tấn công nhanh, phòng thủ tầm thấp rất hiệu quả. Nếu như tiếp tục để thua ở trận đấu này thì Vân Nam Trung Quốc sẽ cùng với Osta chính thức không còn cơ hội để giành quyền vào top 4 và hai đội sẽ phải thi đấu trận tranh hạng 5. Như vậy nếu như các cầu thủ Vân Nam giành được chiến thắng trước các cầu thủ trẻ Thái Lan thì ít ra cuộc đua vào top 4 giữa Vân Nam và Kazakhstan sẽ trở nên kịch tính hơn. Tuy nhiên việc để thua, nếu như để thua trận đấu này thì coi như Vân Nam, Trung Quốc và Austria chính thức bị loại khỏi top 4. Ở vòng đấu bán kết thì đội đứng thứ nhất của vòng loại sẽ gặp đội đứng thứ tư, còn đội đứng thứ hai sẽ gặp đội đứng thứ ba. Như vậy là chắc chắn là vòng bán kết thì đội tuyển Việt Nam sẽ gặp lại một trong hai đội là Kazakhstan hoặc Cộng hòa Dân chủ. Sẽ các bạn gặp lại trẻ Thái Lan hoặc là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Ngày mai thì đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận đấu cuối cùng của vòng loại gặp đội Kazakhstan. Được để thua trong set đấu thứ ba đang khiến cho các cầu thủ Vân Nam Trung Quốc mất đi hưng phấn. Trong khi đó thì các cầu thủ trẻ Thái Lan vẫn đang tiếp tục cho thấy được sự đa dạng trong tổ chức tấn công của mình. Những điểm số liên tiếp trong thời điểm đầu của set đấu thứ ba tư đã giúp cho các cầu thủ trẻ Thái Lan tạo ra được cách biệt dẫn trước 5 điểm 6-1. Rất uy lực, pha tấn công liên của Wanida đã thực hiện một pha tấn công biên rất là có lực. Mặc dù hàng chắn của Vân Nam cố gắng theo sát nhưng không thể cản được pha đập bóng của Wanida chỉ có chiều cao 1m70 nhưng sức bật rất tốt và lực đánh bóng cũng rất mạnh. Bóng trên đội Thái Lan có nhiều những vận động viên chủ công không phải có chiều cao lý tưởng, chỉ cao từ 1m75 cho đến 1m73-1m74, nhưng bù lại họ lại có sức bật cực kỳ ấn tượng. Sức bật cùng với lực đánh bóng luôn là một trong những yếu tố rất quan trọng đối với các vận động viên tấn công, đặc biệt là các chủ công. Lần hữu ý kỹ thuật thứ nhất trong hiệp đấu thứ tư và Thái Lan đang dẫn trước 8-2. Trận đấu cuối cùng của ngày thi đấu thứ tư giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2004 diễn ra giữa đội tuyển Việt Nam
của đội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Trận đấu sẽ diễn ra ngay sau khi trận đấu này kết thúc. Đây sẽ là một trận đấu khó khăn với đội tuyển Việt Nam, bởi với những gì mà hai đội đã thể hiện sau 3 ngày thi đấu vừa qua, các cầu thủ Triều Tiên vẫn được coi là đội bóng hàng đầu cho danh hiệu vô địch của giải năm nay. Ngày mai thì các cầu thủ Triều Tiên sẽ gặp đội trẻ Thái Lan trong trận đấu quyết định tới ngôi vị số 1 sau khi kết thúc vòng loại. Không được. Nhưng rất may là các cầu thủ trẻ Thái Lan trong pha xử lý tiếp theo họ lại có được điểm. Pha phối hợp đánh lao ngắn không thành công, nhưng như thế là số 4 của đội trẻ Thái Lan lại tạo ra sự bất ngờ bằng tình huống sửa sai cho cây chuyền 2 với một pha bò nhỏ. Một pha phát bóng rất uy lực của số 4 bên phía đội Vân Nam. Lê Hân Si đã thực hiện một pha phát bóng đi rất khó chịu, bóng đi sát lưới và với tốc độ rất nhanh. Các vận động viên trẻ của Thái Lan đã thực sự gặp khó khăn ở pha phát bóng vừa rồi. 60. Rất khôn ngoan, không phải là một pha đá bóng mạnh nhưng là một pha xử lý rất hiệu quả với tình huống gõ bóng khẽ chạm vào tay chắn của các cầu thủ Vân Nam. Rất mạnh, bóng đi thẳng vào vị trí của vận động viên libero bên phía đội trẻ Thái Lan Thikampon. Tuy nhiên do lực đá bóng quá mạnh, vì vậy mà Thikampon đã phòng thủ không được. Bóng chặn đã chắn ra ngoài. Có thấy là những pha chuyền hai của Popun rất uyển chuyển.
cổ tay của Pompon rất khỏe và cũng rất dẻo, với nhiều những pha chuyền bóng ra ngoài biên, những pha chuyền bóng tương đối xa, nhưng Pompon vẫn có cổ tay rất linh hoạt, chịu bóng rất dẻo và rất ổn định. Quả phát bóng của Kanika. Trong sơ đồ chiến thuật mà ông Kia Tipong sử dụng thì Kanika được coi là một người đối chuyền với Popun. Người ta vẫn thường nói rằng vị trí chuyền hai là sức mạnh của một nửa đội bóng, và trong thành phần của hai đội bóng đang dẫn đầu ở VTB Cup năm nay thì có thấy là Popun cùng với Minokju chính là hai cây chuyền hai đang tạo ra được ấn tượng mạnh nhất. Có thể rằng cho thắt đào ghi điểm ở pha bóng vừa rồi. Những điểm số liên tiếp được dành cho các cầu thủ trẻ Thái Lan. Được các cầu thủ Thái Lan, nếu như họ giành được chiến thắng thì trận đấu này sẽ tạo ra áp lực đáng kể với đội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên trong trận đấu sau đó với đội chủ nhà Việt Nam. Tất nhiên là vòng bán kết thì đội bóng đứng nhất sẽ gặp đội đứng thứ tư. Và một điều nữa là các đội bóng như trẻ Thái Lan và Triều Tiên đương nhiên là đều muốn gặp những đối thủ không phải là đội chủ nhà. Họ đều muốn tránh đội tuyển Việt Nam ở trận bán kết. Có thể đội tuyển Việt Nam thực lực không mạnh bằng trẻ Thái Lan hay là các cầu thủ Triều Tiên. Tuy nhiên ở một trận đấu có tính chất knock out thì tinh thần cũng có nghĩa rất quan trọng, đặc biệt khi đội tuyển Việt Nam được thi đấu trên sân nhà với sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả trong nhà thi đấu. Điều đó có thể là một yếu tố tinh thần vô cùng mạnh mẽ với đội tuyển Việt Nam, và các cầu thủ Triều Tiên cũng như các cầu thủ trẻ Thái Lan thừa hiểu điều này.
Nhưng pha phát bóng có điểm rơi như vừa rồi của các cầu thủ trẻ Thái Lan sẽ gây khó khăn cho các mũi phụ công của đội Vân Nam. Những pha phát bóng như kiểu vừa rồi sẽ khiến cho các cầu thủ phụ công không có nhiều thời gian để di chuyển trong việc chạy chiến thuật. Pha tấn công biên rất hay của Wadida. Đúng là Wadida chỉ có chiều cao 1m70 nhưng sức bật rất tốt. Những pha tấn công biên rất có lực. Chắn bóng thành công. Tôi thấy là khả năng chọn vị trí và chọn thời điểm để lên bàn chắn của các cầu thủ trẻ Thái Lan cũng rất hay. Những tình huống đọc ý đồ tấn công của Vân Nam đã được các cầu thủ trẻ Thái Lan khi tổ chức bóng chắn thực hiện một cách rất hiệu quả. Cơ hội vào bán kết với Vân Nam, Trung Quốc gần như đã khép lại. Lúc này trong nhà thi đấu tỉnh Bắc Ninh, các cổ động viên Việt Nam với cờ đỏ sao vàng đã có mặt trong nhà thi đấu để chuẩn bị cổ vũ cho trận đấu có sự có mặt của đội tuyển Việt Nam gặp đội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Vẫn còn rất xa để cho các cầu thủ Vân Nam có thể bắt kịp được điểm số trước trẻ Thái Lan. Trong một thế trận diễn biến như thế này thì các cầu thủ trẻ Thái Lan ở set đấu tư chỉ cần có được điểm số giằng co cũng đủ giúp họ có thể giành chiến thắng. Bỏ nhỏ thành công. Pha bỏ nhỏ là của số 4 Thát Đao. Thát Đao chính là vận động viên cao nhất bên phía đội trẻ Thái Lan với chiều cao 1m83. Thát Đao năm nay 20 tuổi. Những vận động viên trẻ đầy tài năng của bóng chuyền nữ trẻ Thái Lan. Cứu bóng rất hay. Nên chúng ta đã được thấy khả năng phán đoán và di chuyển tầm thấp cực kỳ linh hoạt của các cầu thủ trẻ Thái Lan. Chạm tay chắn các cầu thủ Vân Nam ra ngoài. 21-13. Ông kia tiếp ông hoàn toàn có lý do để hài lòng về tinh thần thi đấu, về việc tuân thủ đấu pháp chiến thuật mà ông đã đề ra với các học trò của mình. Chắn bóng thành công và đá bóng rất thiếu lực. Pha đánh hỏng của đội trưởng Liu Mengjia. Đó là một tình huống mà Liu Mengjia đánh bóng không có lực và thật khó để pha bóng vừa rồi thành công khi mà hàng chắn của các cầu thủ trẻ Thái Lan theo rất sát. Tất cả những bài chiến thuật của các cầu thủ Vân Nam đều đã bị hàng chắn của đội trẻ Thái Lan đoán được ý đồ.
Thêm một điểm nữa, 15-23. Sẽ không có được một phép màu nào trong trận đấu này, bởi lúc này khi mà các cầu thủ trẻ Thái Lan dẫn quá xa, thật khó để cho Việt Nam có thể đuổi kịp. Và 24-15, và tấn công rất uy lực ở biên. Điểm quyết định của trận đấu đang thuộc về các cầu thủ trẻ Thái Lan. Đây sẽ là trận thua thứ tư liên tiếp của các cầu thủ Vân Nam Trung Quốc. Sự khởi đầu chậm ở những ngày thi đấu đầu tiên của VTV Cup 2004 đang khiến cho Vân Nam gặp bất lợi. Và 25-16, trận đấu tư đã kết thúc và chiến thắng đã thuộc về các cầu thủ trẻ Thái Lan. Trước cuộc, đội trẻ Thái Lan đã vượt qua câu lạc bộ Vân Nam Trung Quốc 3-1 để có được trận thắng thứ tư liên tiếp mà tạm thời vươn lên dẫn đầu. Trong khi đó thì đây là trận thua thứ tư liên tiếp của các cầu thủ Vân Nam, và trận thua này khiến họ cùng với Australia chính thức là hai đội bóng bị loại khỏi vòng bán kết. Hai đội Vân Nam Trung Quốc và Australia sẽ gặp lại nhau ở trận đấu tranh hạng năm. Khi đó thì các cầu thủ Thái Lan và đội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên sẽ là hai đội bóng cạnh tranh ở vị trí số 1 sau khi kết thúc vòng loại, khi hai đội bóng này gặp nhau vào trận đấu đầu tiên của ngày thi đấu thứ năm diễn ra vào ngày mai. Chung nghĩa
ก็แสดงความยินดีกับจุฑารัตน์และทีมไทยที่ได้เอาชนะเลิศเอาชัยชนะของวันนี้ได้นะครับและจุฑารัตน์ได้มาแข่งขันที่เวียดนามหลายครั้งแล้วเรามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับคุณภาพของทีมที่มาแข่งขันในปีนี้ก็สำหรับทีมที่มาแข่งขันนะคะก็รู้สึกประทับใจนะคะก็มีแต่ทีมชั้นนำนะคะไม่ว่าจะเป็นทีมจากประเทศเวียดนามเองจากประเทศคาซัคสถานออสเตรเลียเกาหลีเหนือนะคะและก็ไชน่านะคะก็เป็นทีมชั้นนำนะคะก็ทำให้ทีมไทยของเราเองได้มาแข่งขันในนัดนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์อย่างยิ่งใหญ่ค่ะที่ได้มาพบเจอกับทีมชั้นนำค่ะผู้ชางเขาประเมินว่าทีมเยาวชนไทยของเรากับทีมเกาหลีเหนือจะเป็นทีมที่เข้าชิงชนะเลิศจุฑารัตน์คิดอย่างนั้นหรือเปล่าครับสำหรับถ้าทุกคนมองว่าทีมไทยจะเข้าชิงชนะเลิศนะคะพวกเราก็จะทำให้ดีที่สุดนะคะก็ขอบคุณกำลังใจที่คิดว่าพวกเราจะเป็นหนึ่งในนั้นนะคะสำหรับคาดหวังหรือเปล่าพวกเราก็จะทำให้เต็มที่ในแต่ละนัดในแต่ละวันทำให้ดีที่สุดค่ะ